Chào tất cả quý anh chị cô chú. Ngày hôm nay thì bên nhà bảo á tiếp tục lên xả lỗ cho mình này, thu hồi vốn mẫu máy ba chức năng Mai Tăng. Nhà bảo thì làm rất là nhiều video về máy khoan ba chức năng Mai Tăng rồi. Đó, ngày hôm nay á thì bên nhà bảo còn duy nhất 15 cái nha là sẽ hết hàng cây này. Và đương nhiên sẽ về mẫu mới cho mình nha. Thì mẫu máy Mai Tăng này, ba chức năng này, nhà bảo bán rất là nhiều rồi nha. Đó, lên cả 4-5 lít cho mình rồi. Và cây máy này, anh chị cô chú nào á mà xài này, nhu cầu đa năng sẽ thích đến cây máy này nhanh nha. Rồi thông thường, một cây máy mà xài đầu rời như thế này, mình mua trên thị trường trên 1 triệu đồng là chắc rồi. Đó, anh chị cô chú mình sẽ thấy anh Mai Tăng này lúc mà mình mua này sẽ có quà cho mình á là 3 mũi khoan đi kèm này, 2 mũi đục đi kèm, tất cả đủ toàn combo cho mình á là 5 món như thế này, có tay cầm máy đi kèm này. Rồi ngoài ra cây này luôn luôn sẽ mắc hơn những con máy đầu liền á, vì thứ nhất là thiết kế của máy á sẽ cho mình á đầu rời để mình xài mũi gai này, mũi gai như thế này mình cắm vào mình xài đa ba chức năng. Tiếp tục thứ hai là cho thêm mình một cái đầu tự động nè, đó để mình xài như là bắn vít nè, khoan tường, khoan sắt thì mình chơi cây này cũng được luôn. Đó nên là cây này mình mua ở đâu trên thị trường á đầu rời sẽ luôn luôn á là giá cao hơn nha. Rồi lắp đặt thì cũng đơn giản vô cùng. Lúc mà mình để vào á thì không cần đè cái này xuống nha. Đó, cắm vào nè là xong. Tháo ra là mình mới đè cái anh này xuống nè. Để mà lấy ra mình chuyển đổi rất là đơn giản nha. Xoay nha. Tôi nhiều anh á là xoay đúng ngàm nè. Rồi mới sập vào. Nếu mà xoay chưa có đúng cái ngàm á, đây nó có cái rằn anh chị nha, hay là gọi là ổ bi đi. Đó, mình phải xoay vào á, mình đè vào là xong, đơn giản nhẹ nhàng. Rồi đầu kia cũng thế, mình đè này. Đó, lúc mà đẩy vào á là không đè cái này nha. Đó, xoay vào như này là xong. Rồi mức giá ngày hôm nay nhà bảo xả 15 máy thu hồi vốn mà. Ngày trước cây này bảo làm nhiều video là mức giá là 1.050.000. Ngày hôm nay có mấy đợt sale hàng á là 750.000. Nay còn 15 cây cuối cùng bao giá trên thị trường luôn. Không chỗ nào á mà bán giá tốt như này đâu anh chị nha. Ngày hôm nay 650.000 một cây máy ba chức năng. Rồi máy sẽ bảo hành cho mình á là 6 tháng đến từ hãng Mai Tăng này. Có hộp nhựa đi kèm nè. Trang bị máy á là ba chức năng nha. Rồi về phần thông số của máy, công suất anh này lên đến là 1.300W nha. Model máy là SH04. Bây giờ á cùng bảo đi ra test máy, rồi mình sẽ thấy sức mạnh cây máy này khỏe lắm. Với 1.300W nó sẽ mạnh ra làm sao. Rồi 15 cây duy nhất thôi. Nếu á mà mình mua sau á hết hàng thông cảm, khi nào bảo về á mẫu mới thì đương nhiên giá sẽ cao hơn rồi. Bây giờ thì bảo xin kết thúc video trưa ngày hôm nay về xả lô máy ba chức năng này Mai Tăng 1.300W nha, máy to xài đầu rồi đầy đủ combo á, tặng quà cho mình là 2 mũi đục 3 mũi khoan cho mình tại đây. Để cùng bảo khoan thử bê tông nha. Đó, máy này thì công suất khá cao nên là khoan nhẹ nhàng lắm nha. Quá đơn giản cực kỳ à, nó khỏe cực kỳ anh à. Quá nhanh luôn. Đó. Đó, nếu mà anh nào khoan bê tông dày thì thoải mái luôn, thì bảo có test thực tế ở trên video luôn nha. Đó, một thử khoan khá là dài, lên đến là 1.3 luôn, mà khoan một cái là xong. Rồi mình qua thử tỉa đi nha, đục thử xem sao. Rồi chuyển chức năng này, quay mũi thì mũi nhọn này á, không cần quay theo ý, dẹp thì mình quay theo ý nha. Rồi đấy, test thử thôi, quá đơn giản lắm. Đó, đơn giản cực kỳ anh chị nha. Qua qua để bảo à, kéo ra đây nha. Đó, để mình đục hư gạch men nhà bảo hết. Đó,
đây là bảo test chức năng thôi nha. Cái máy này là dùng để gì? Bù đầu này kia khá ok. Đó, đơn giản cực kỳ. Đó. Mình đến chức năng cuối cùng là tháo đầu ra này, rồi để nguyên mũi tháo ra cũng được, rồi cắm đầu á, kẹp 13 ly vào mình xài, rồi đảo qua chức năng khoan không cho bảo nhá. Chứ cây này nếu mà khoan sắt khoan gỗ mà xài bê tông nó mũi hư hết nha anh chị cô chú nha. Rồi kẹp vào thôi, rồi xoay mũi cho bảo, rồi test đảo chiều bo đi vào. Rồi đây có một khúc cây này, mình khoan thử nhé, cây lớn luôn, nhẹ nhàng lắm, máy này quá to, khoan gỗ đơn giản cực kỳ à. Quá khỏe, nhẹ nhàng cực kỳ. Đó, làm hại chụp mũi luôn cho mình xem nha. Đó, đi vào đến đâu đó là ra đến đấy. Rồi, không có sắt tết à. Thì thôi bảo khoan vào cái cửa luôn này, cho mình xem này. Quay vào đây. Khoan vào cho anh chị mình nó xem nha. Đó. Đó, đơn giản. Khá là nhẹ nhàng. Đó, cách thử thôi nha. Chứ cũng hư cửa nhà bảo hết. Rồi, tiếp tục thay mũi bắn tôn. Mình bắn ốc cho anh chị cô chúng mình xem luôn. Máy 2 căn 1 và tiện năng vô cùng. Rồi và sản ốc này, ốc gỗ này, máy này bắn khỏe lắm đó, nên là nhà bảo cũng có những con ốc vừa thôi chứ ốc dài 10 phân 15 bắn vô tư nha. Đó, nhà nhàng chưa này. Nếu mà anh chị cô chú nào á, mà xài á, một trong những công việc hàng ngày thì nên chọn cây này. Đó, đầu rồi này, nó bảo test thực tế luôn nha. Đó, video này á, bắn đủ thứ cái đời luôn. Rồi nếu mà anh chị nào á, thích bắn mũi ba ca này thì mình bắn thôi, thay đầu ba ca vào để mình xài. Con này dài nha, đó dài thòn luôn, bắn thử thôi. Điều tắt nhanh chóng tùy ý anh chị nhé. Thôi đơn giản chưa, làm thêm một cây rồi đi, cho mình dễ phân biệt luôn. Này là bảo đang điều tốc chậm nha, bắn nhanh nhá thì bắn một cái là rút luôn, bắn thử nhanh nha. Đó,